Moneda. Can you guess the topic of our lesson today? Today we will learn about. Can you guess? No. You may think that mua sắm, right? But actually, our lesson today is. Can you see? Bài 18. Bài 18. Sở thích. Bài 18 means lesson 18. Open your book, please. Trang 42. This is trang 42. Page 42. Bài 18. This one. Now
đó là bây giờ. Bây giờ. Bây giờ tôi đang làm gì? Làm việc. Bây giờ tôi đang làm việc. Yesterday I go to work. Hôm qua right. đã tôi hôm qua tôi đã đi làm. Tôi đã làm việc. But tomorrow đã ngày mai sẽ đi làm. Sẽ đi làm việc đến công ty. Đi làm is okay. Do not help to đi làm việc. Normally we just say đi làm. Đến công ty. And do you know the difference is between đi and đến? When we say đi, we focus on the action, then the verb place. Đến, focus on the place. Đi làm, đến công ty. Đi học, đến trường. Yes. Chị Kim, bây giờ chị đang làm gì? Tôi đến 123 Việt Nam. Actually, you can say bây giờ tôi đang học tiếng Việt. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt. Tiếng Việt. Việt. Học. Chúng ta dùng cái gì? Tiếng Việt. Tiếng Việt. Việt. When we refer to tiếng, we refer to the language, right? Tiếng. Tiếng. Mean the language, the Vietnamese language. Việt. Tiếng Hàn. Tiếng Hàn. The Korean language. Tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ? Not me, no, right? Tiếng because Mỹ. The American people, they say English, right? They speak English. So you just tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Hàn. America also. Tiếng Anh. Tiếng Anh. England. Tiếng Anh. Also. Tiếng Anh. Tiếng Việt. Normally we just say tiếng Việt, not tiếng Việt Nam. Tiếng Việt là. Actually, tiếng Việt Nam is correct, but normally we just say tiếng Việt or tiếng Hàn. Tiếng Nhật. Tiếng Hàn, tiếng Nhật. Pháp. It is. Tiếng Hàn Quốc is also okay, but normally we just say tiếng Hàn or tiếng Nhật. Người Hàn or người Việt. Người Nhật, người Trung. Người Trung Quốc or người Trung is okay. Chị là người. Tôi là người Hàn. 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 Okay. So anh ấy đang. Anh ấy đang nghe nhạc. Anh ấy đang nghe nhạc. Anh ấy đang nghe nhạc. And we have some kind of music. What's it called? Nhạc pháp. Nhạc pop. Nhạc pop. You know, right? Chị hiểu không? Hiểu. 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 Hiểu means to understand. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Là nhạc rock. Là nhạc this one. Nhạc nhạc rock. Chồng của chị thích nhạc rock đúng không? Rất thích. Okay. Nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển. The classical music. Nhạc jazz. Nhạc jazz. We just say nhạc jazz. Nhạc hip hop. Hip hop. Maybe the young people. Not me and you. Not very young, right? Okay. The next one. Nhạc K-pop. Understand? What meaning? What is Korea? Korea pop. It is Korean. Now that many the young people in Vietnam, they fall in love with the how can I say? K
get addicted to the Korean music and the Korean movie also. Nhạc Hàn Quốc. Nhạc Hàn Quốc. Nhạc K-pop. The same. Chị có thích nghe nhạc không? Nghe nhạc pop. Nhạc pop. Và nhạc K-pop. Và. Oh, it is. Và. This one? Và. It is. Và. This one? Và. Và. Vì. Và. Vì. Và. Và. Việc. 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 Some of it is your tongue. Việc. 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 And this one? Và. Và. This one? Việc. Và. Và. So now can you? Very easy. Just for focus and then you can. Và nhạc K-pop. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích nhạc pop và nhạc K-pop. Xem phim. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang xem phim. Đang xem phim của xem TV. TV. Xem TV means to watch. Drama, drama. Drama means senpi. Senpi means to watch the movie. The word film, you know, it is somehow like this. Film. Film is somehow a borrowed word from English. Film. Film. Somehow like a so-called and chocolate. Album. Album. We say this one. Album. Album. But in Vietnamese, we say album. 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 Just the way you read album. Album. That is why the Vietnamese people say Samsung, Samsung. Instead of Samsung. Right? Samsung. 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 Samsung is correct, right? Cô ấy đang ngồi đang xem phim. Xem phim của xem TV. Xem TV. Someone like game, right? Similar. We're here. Someone like this. Similar. At home. At home. At home. Ở nhà. Ở nhà. Chị có thích xem TV không? Có thích xem TV không? Có. Có thích xem. Chị đã xem phim Việt Nam bao giờ chưa? Chưa, yeah. Because we cannot understand what they say. Nhà của tôi, nhà của tôi không được, không được Việt Nam TV. Không có, không có các chương trình TV của Việt Nam. Maybe on the internet. Internet. And this time I will try to introduce you our website 123vietnamese.com. 123. Have you visited the site? After the lesson, when you're back home, you can access to the internet and find out 123vietnamese.com. It is how you can learn Vietnamese online. Learn Vietnamese online. Online. And it is for free. Only Vietnam. We have English subtitle. So it is, can be easier for you to understand. We have only not only the main lesson. The main lesson. For example, how to say hi in Vietnamese. How to order a coffee when you get the restaurant. How to order a lunch. Something like that, or at the market, at the bank, at the post office. It is a main lesson. So you can maybe something else. Cửa. Cửa. Đóng cửa. Đóng cửa. It is the main lesson, and besides, we also have some kind of
some songs and movie in Vietnamese. Vietnamese songs and movie. We have the English subtitle, so it can be easier for you to understand. So if you want to see Vietnamese movie, please enter this one. It can be a good way to have you to practice the language, to understand about the culture, about the Vietnamese culture. That's not Chinese. It's not Chinese. After back home with your husband, maybe, and your son, because there are some, can you say, cartoon. Maybe your son will like it. Okay. Boy đang xem rồi đang xem phim đúng không? Okay. And also we have some kind of film. Phim hài. Phim hài. Phim hài. Something that make you funny. Something like this.